Ngọc đây, hôm nay Ngọc mời các bạn cùng vào bếp với Ngọc để làm món bún thịt nướng nha mọi người. Đây là xiên thịt Ngọc vừa nướng xong đây, và dĩa bún thịt nướng đã dọn ra ăn kèm với nó, có dưa leo, cải, rau sống nè mọi người. Chúng ta chan ít chút mắm tỏi ớt vào để ăn kèm với bún nha. Và nguyên liệu rất là đơn giản luôn, gồm có 500g thịt ba rọi nha. Ở đây Ngọc dọn dùng cái thân của thịt heo nha mọi người, gồm có bột nêm, đường, bột ngọt, nước mắm nè. Và bây giờ chúng ta cho mỗi thứ một muỗng cà phê vào. Sau đó các bạn sẽ cho vào đây một muỗng canh tỏi và hành nha, hành tím nha. Các bạn có thể dùng gốc hành. Chúng ta cho đây một muỗng canh nước mắm nè, và nửa muỗng canh sa tế, cùng một muỗng canh sốt đồ nướng nha mọi người. Các bạn muốn cho thịt thơm á, thì các bạn dùng thêm một muỗng canh dầu hào nè, dùng một muỗng canh tương ớt, và Ngọc dùng thêm nửa muỗng canh ngũ vị hương nha. Chúng ta sẽ trộn đều lên cho cái phần thịt này nó thấm gia vị. Thịt nướng thì các bạn nên ướp ngũ vị hương, nó sẽ thơm và dậy mùi hơn đó. Các bạn ướp trong vòng 30 phút thì chúng ta sẽ đi xiên và chúng ta sẽ nướng nha. Để thịt nướng thơm ngon thì các bạn nên nướng than hồng nha. Và chúng ta bỏ lần lượt lên bếp than để nướng. Lưu ý trong quá trình nướng thì các bạn thường xuyên trở cho thịt chúng ta nó chín đều nha. Các bạn nhìn nè, thịt hiện giờ rất là thơm luôn. Và các bạn dùng đũa, chúng ta sẽ giãn cái phần thịt này ra cho nó chín đều bên trong nha. Và khi thịt nó gần chín á, thì các bạn dùng cái nước sốt mà các bạn đã ướp lúc nãy á, các bạn sẽ rưới lên cái phần thịt này nè, cho thịt chúng ta nó chín, nó thơm, nó không khô thịt nha mọi người. Và đây là cái phần thịt vừa nướng xong đây, ăn kèm với nó gồm có dưa leo, rau sống nè mọi người. Chúng ta sẽ cho vào cái dĩa bún này. Các bạn nhìn nè, từng xiên thịt một ha. Cái phần thịt nướng này á, thì các bạn ăn nước mắm tỏi ớt nó sẽ ngon hơn nha. Chúng ta sẽ cho vào đây một ít nước mắm tỏi ớt nè. Và cái phần xiên thịt này thì các bạn chấm kèm với nước mắm tỏi ớt nè các bạn. Các bạn nhìn thấy không, thịt vàng ươm thơm phức luôn, đặc biệt là không bị khô nha. Và ăn kèm với nó là một ít bún nè các bạn. Các bạn nhìn nè, hấp dẫn ghê nè. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại.